Trang BBC tiếng Việt vừa đăng bài của Trần Hiếu Trân cho rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ từ chối Việt Nam để đến thăm Philippines. Đó là sự bịa đặt vụng về nhằm kích động tâm lý người Việt Nam với dã tâm đen tối nhưng lại hết sức bu xuẩn, chẳng hiểu chút nào quy tắc tối thiểu về ngoại giao và pháp lịch sự. Trần Hiếu Trân, BBC ca ngợi Philippines hết lời và cho rằng, làm đồng minh với Mỹ, theo Mỹ sẽ được giúp bảo vệ Biển Đông. Trong những cuộc tranh chấp với Trung Quốc, Philippines đều rất bạo miệng, tổ chức biểu tình, kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, mua vũ khí của phương Tây, bắt tay Hoa Kỳ. Vì vậy trong con mắt của đám dân thủ cuội, phản động đang ôm chân Mỹ thì Philippines là rất đáng nể, lãnh đạo nhà người ta rất sáng suốt, tài ba, nhưng sự thật thì như thế nào? Năm 1994 do bão lớn quân Philippines rời đá phành khăn thuộc cụ Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa. Hết bão quay trở lại thì Trung Quốc đã chiếm và đang triển khai xây dựng quy mô lớn trên đó. Bãi cạn Scarborough do Philippines kiểm soát nhưng tháng 6 năm 2012 cơn bão hút cha tràn về. Lực lượng tuần duyên và cục tài nguyên biển Philippines bỏ đi. Trung Quốc lập tức xây rào tràn lối hẹp nhỏ vào bãi cạn, các tàu Trung Quốc canh gác ngăn không cho tàu Philippines trở lại, vậy là hai lần Philippines dâng tay không cho Trung Quốc hai bãi cạn lớn. Philippines liên minh quân sự với Mỹ, nhưng rồi những vụ mất đảo như thế Mỹ có can thiệp giúp đòi lại được không hay chỉ đem mấy cái tàu đến rượu võ dương oai lấy lệ rồi cho qua. Mỹ với Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng cho phép Hoa Kỳ giúp quân đội Philippines xây dựng căn cứ quân sự. Thỏa thuận này được tòa tối cao Philippines thông qua ngày 12 tháng 2 năm 2016 và được coi là lá chắn thép cho Philippines ở Biển Đông. Nhưng chưa đầy 20 ngày thỏa thuận hợp tác được tòa án tối cao Philippines chấp thuận thì bãi hải sâm nơi cư dân Philippines đang quản lý khai thác hải sản bị các tàu Trung Quốc có vũ trang đến bao vây, đến nay ngư dân Philippines vẫn không thể tiếp cận khu vực trước đây họ quản lý. Như vậy là lần thứ ba Philippines để mất đảo vào tay Trung Quốc, không biết Mỹ đang ở đâu mà không thấy đến giúp bạn vàng đồng minh lấy lại đảo để tăng cường lực lượng bảo vệ biển đảo. Philippines mua hai tàu tuần tra lớp Hamilton của Mỹ với giá 10,5 triệu USD một chiếc. Đây là hai tàu lớn và hiện đại nhất của Hải quân Philippines tuy nhiên hai tàu này bị cắt giảm toàn bộ hệ thống thiết yếu. Vũ khí duy nhất còn lại là một bệ pháo Melaza 76mm ở phía đầu tàu nhưng lại không có radar điều khiển hỏa lực, vì vậy chỉ có thể bắn chay và điều khiển bằng cơm. Trần Hiếu Trân, BBC tầng bốc Philippines xét lời mà không thấy nhắc đến chuyện 22 năm họ để mất ba đảo vào tay Trung Quốc nhưng không hề giảm hề răng. Trong khi Việt Nam bình tĩnh đối phó, kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng biện pháp hòa bình vừa giữ được tình hữu nghị mà vẫn giữ vững những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và các đảo Việt Nam đang kiểm soát. Việt Nam cũng từng bước hiện đại hóa lực lượng quân sự, mua sắm tàu ngầm là những vũ khí tối tân chứ không phải mua tàu không súng, mua súng không đạn như Philippines, Philippines là đồng minh của Mỹ. Ngả hẳn vào vòng tay Mỹ, 70 năm nay rồi nên Trần Hiếu Chân và BBC thấy thơm tho, ngưỡng mộ, thèm muốn thì cứ hít lấy chứ người Việt Nam chúng tôi không có ai ngưỡng mộ, thèm muốn những thứ đó.